Ngày 7 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết việc bảo vệ dân thường phải là điều tối quan trọng trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời cảnh báo rằng dải Gaza đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em. Ông Guterres nói với các phóng viên rằng các hoạt động trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel và các cuộc bắn phá liên tục đang tấn công dân thường, bệnh viện, trại tị nạn, nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ và các cơ sở của Liên Hiệp Quốc bao gồm cả các nơi trú ẩn. Không ai được an toàn.